em vào Google em gõ nghị định 46 có đầy đủ lên xem 46 vâng. Lỗi này có 350 mà nộp ấy đâu chú. Nộp biên bản viết biên lai tại chỗ. Nộp kho bạc nhà nước. Trong dạ. Đây trong đó đấy. Hỏi anh này này. Đội 5 này, sân trường. Sân phương sân trường Nam Định. Có gì không biết của anh đây. Đi hỏi anh. Dạ. Vâng. Vâng, cháu ơi, đó điều 2 khoản 8 hiến pháp của pháp luật thì tôi người dân được quay mà chú cứ phạt đi độ 350-400. Đây là phố Phương Liệt. Và chú ấy bảo là đỗ xe ngược chiều đường đi. Công an phường Phương Liệt. Xe em ạ. 3 xe. Đằng kia có 1 xe nữa mà chưa xử lý. Đây là 2 bác Ninh Văn Quang 562. Xe mất điện rồi không. Ngọc Thanh Giang 425 bao nhiêu không nhìn đỏ. Thông tin gì thì anh cứ ghi vào. Đông lắm, trưa nay 12:25. Thức ơi. Dạ vâng, không sao, vâng, vâng, không sao, không sao chú ạ. Vâng, cái khoản điều 2 khoản 8 của người dân có thể tham gia. Cháu biết, cháu sai, cháu chịu trách nhiệm, cháu cứ sao đi. Vâng, đâu không sao cả. Đây là 350-400 mà, một kho bạc nhà nước. 350 hay là bao nhiêu? Vâng, đấy buổi trưa bây giờ 12 giờ trưa bây giờ. Là cháu chẳng biết. Không có quy định là. Vâng. Đấy 12:25 trưa đấy. Chú ấy bảo là chẳng biết có chuyên đề kế hoạch gì không mà chẳng biết có chuyên đề kế hoạch gì không mà các chú là giờ này bây giờ đi ăn cơm luôn bây giờ đi bắt. À lỗi này là chú bảo là lỗi là dừng đỗ xe ngược chiều. Đường Phương Mai. Phương Liệt. Vâng. Nỗi này nỗi bao nhiêu tiền? Bảo 350-400 rồi. 300-400. Mình xem mình đỗ là đúng chiều đường chưa? Thôi cháu sai cháu chịu mà. Có 350 làm 2 ngày, nửa ngày xong. Đường đây xe là 3, 1, 2, 3 xe, 4 xe chừng kia nữa.
bác, và trong cái quyền nghị định 46 của bác là 300 thì 400. Đỗ xe ngược chiều cái đường lưu thông. Chứ cũng quay à? Nắng quá. Có bác nào bác gọi Trần Trường hộ em gái. Và một ông viết, một ông ký, đệ ký thay cho trưởng. Anh vào đây. Rồi đấy, vào đây, anh xem nào. Em đọc lại. Rồi, lắng lắm, từ. Lắng để đây, tôi làm việc đây, anh làm việc ở đây, không phải đi đâu cả. Tôi đứng được, anh đứng được. Đọc lại. Để em đọc nào, từ từ là Nguyễn Việt Hoàng, ông Thanh, ông Phương Liệt, lái xe chữ hơi xấu thì không đọc được. Tại trước 52 phố Phương Liệt. Lái xe gì đây? Lưu thông. Lưu thông. Làn đường điểm G khoảng 2. Điểm G khoảng 2 chị. Số 5 à? Đây là 2. Ừ. Đúng chỗ 2 này. Giấy phép lái xe. Đăng ký của cháu đâu? Giấy phép lái xe của anh đây. Đăng ký xong tôi giả hạ trang. Đăng ký đâu? Chú băng, chú băng đăng ký đây. Chú ghi vào. Tôi giả cho anh. Chú ký vào cái đăng ký xe của cháu nữa. Tôi chỉ giữ cái giấy phép lái xe xong rồi tôi giả cho anh. Ờ, tôi giả gì? Ừ. Rồi. Ghi gì, giữ cái gì tôi ghi ở trong này rồi. Giấy phép lái xe này nha, yeah. Số nốt số cái này. Cái gì? Chú cầm thì chú ghi vào. Chú ghi cầm thì ghi vào đây. Để chú giả thì chú gạch đi. Quảng. Công an tuyên truyền không nên đội mũ bảo hiểm kém chất lượng. Em ký. Được. Đây em ký đây. Ký ghi rõ họ tên. Rồi. Đây. Đúng lỗi của anh ở đây, tôi ghi đây. Đúng lỗi thì anh ghi là đúng lỗi. Đúng lỗi vi phạm. Đúng lỗi vi phạm. 2 chấm anh ký tên ở bên cạnh. Cầm bút. Đây này. Cầm bút đi, con kính nữa. Đây là cái biên bản tạm giữ. Tạm giữ cái giấy phép lái xe của anh đấy. Rồi. Ghi ở đây rồi. Nhá, anh ký đây. Cả đây nó là thông tin cá nhân của anh được sao chép ở bên kia sang anh ký ghi rồi. Đăng ký. Rồi, ok. Rồi, còn có bằng lái nữa. Bằng lái thì... Tôi nhìn đây, tôi lập trên đoạn lên. Em ký nốt chỗ này. Anh ký nốt. Đâu ạ? Anh ký đây.
kiến của anh, tôi đồng ý. Đây là cái biên bản tạm giữ giấy phép lái xe. Ghi ở đây. Tôi đồng ý. Thằng kem, tôi là thằng ấy. Hai chấm ký tên cho bên cạnh. Có thế đâu mà. Xong rồi đến giờ anh sang trụ sở phường. Trụ sở phường à? 128 phố Vọng. Bao nhiêu đúng? 128 phố Vọng. 128 phố Vọng. Cũng gần mà, định công đây cũng gần mà. Được chưa? Mời anh mời ra đây. Từng người một mời ra đây. Đi xong rồi ra đây. Còn đang gặp đây hai đi để quăng nó ở đây còn phải làm đấy đi. Mời anh đi đây. Anh xe gọn này đi. Vâng, đi luôn đi cứ yên ra. Anh luôn xe đi, nó đã nữa rồi thì phải chấp hành luôn, xe nó gọn luôn đi. Đã lập biên bản rồi thôi cứ để đấy chứ. Cho nó gọn đi, đi đánh quanh ngược lại đầu đi. Xuân à? Văn Xuân đâu rồi? Đàm Văn Xuân. Đàm Văn Xuân à? Cho gọn xe đi. Thay đầu đúng đi. Ôi dồi ôi, dài đậu. Đau bụng quá. Đánh tôi quay xe luôn đi. Vâng, đợi tí đã anh. Để xe này xe một xong rồi đánh. Để người ta không người ta. Đi đi anh. Đánh gọn một cái. Quay gọn xe đánh đi cái. Không bảo anh đánh xe gọn. Anh Lâm Sung ơi, em xin được cái biên bản. Và bị công an phường Phương Liệt em đỗ xe ở bên này bị công an phường nó bắt. À, ở Phương Liệt, trong phố Phương Liệt đấy anh. Em đậu và đang đi ăn 12 giờ trưa giờ nó bắt. Đấy. Công an phường Phương Liệt bị ở chỗ chỗ ấy ấy anh, chỗ công an phường Phương Liệt ở chỗ gì nhỉ? Chỗ Ngã Vọng ấy, chỗ đường Trường Chinh ấy anh. Ui dồi, đập biên bản nó bảo đọc cho 350-400. Đang bảo viết biên biên lai xe biên lai nộp kho bạc tại chỗ. Nỗi đỗ xe ngược chiều trên làn đường. Để... giữ giấy tờ của em cái bằng lái xe. Vâng, nỗi đỗ sai chiều. Buổi trưa này tầm 12 rưỡi trưa mà đi bắt lái xe đỗ xe anh ạ. Em thấy có ở sau trước em có hai xe. Thì đỗ có hai xe thì em mới đỗ vào sau đít. À, có một ông xe kia ông bỏ đi rồi. Sau xe xe cứu thương kìa. Bỏ đi rồi, đỗ xe ngược chiều nhưng bỏ đi rồi. Không xử lý anh ạ. 350 nó bảo mai về phường. Đường không có làn nào anh.
Đây đường trong phố mà nhưng không có làn nào, chỉ có được một làn thôi anh, chỉ có một ấy thôi, đường đường trong ngõ mà, trong 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 phố mà, thì đường hai chiều, không có biển cấm anh ạ, không có biển báo cấm. Ui đau bụng. Thì đường hai chiều anh, đường một chiều lên một chiều xuống thì không có biển báo cấm gì cả. Ở đây nó không có biển báo cấm. Ui đau bụng quá, nóng quá. Em không biết giờ trưa, 12 giờ trưa chẳng biết có chuyên đề kế hoạch gì không. Chẳng biết có chuyên đề kế hoạch gì không này. Các bác có cần em đang quay không ạ? Em đau bụng quá. Chưa đã ăn cái gì ở đau bụng. Giữ em một cái bằng lái xe. Sai thì em phạt. Sao em chịu phạt. Vâng, em lấy giấy quyết định xử phạt ấy rồi, biên bản vi phạm hành chính rồi, có dấu treo, dấu treo đóng ở đây có đúng không anh? À, đường trong Phương Liệt anh ạ, đường chỗ đường Trường Chinh rẽ vào chỗ Đại La đường ấy anh, chỗ đường cầu ngã tư Vọng ấy anh, Phương Liệt đấy. Đường Phương Liệt ạ. Đường phố Phương Liệt. Còn cái chú kia chú mang máy đã quay à. Đấy. Ta xem nào. Xong chưa? Việc xử lý phạt xong chưa? Cháu xong rồi. Vâng, em thử quan, em thử quan sát thêm. Anh cho xe cái em đỗ đấy để cái gì? Các anh xử phạt em rồi, xong rồi. Em đỗ xuôi chiều rồi. Nóng, nóng, nóng quá, hóa mồm ra đấy ạ. Bây giờ này, mời anh lập biên bản xong rồi mời anh ra chỗ khác nhá. Không phải quay lại điều 2 khoản 8 của người pháp luật thì người ta mới được quyền mà. Người được quay mà. Vâng rồi. Rồi. Công nhận lỗi đúng rồi, mời không lỗi, kệ cháu. Người vi phạm khác người ta có gì đâu. Không cháu sai cháu chỉ phạt 300 triệu 400. Nhưng mà giống như sai. Không chẳng chậm chế chẳng ai động ai gì cả. Chú cứ bỏ tay đào, chú kệ cháu. 350 mà việc gì nóng bức quá. Mình thích mình dạ, mình chơi thôi. Vâng. Đúng quy định nhá. Con cứ quay đi.
chúng tôi làm theo đúng quy định của pháp luật chứ không có vấn đề gì. Vâng thì cháu chẳng có gì sai cả. Chúng tôi mời anh xong việc rồi, mời anh ra bên ngoài nhá. Vâng, bàn ghế đầy hết nhiều. Bàn ghế nhiều là đúng rồi. Tí nữa anh vào cái nhóm giao thông văn minh ấy. Anh ở đấy. Tí anh vào rồi ấy, nhóm văn minh ấy. À, hay lắm, nhiều đường hay hay lắm. Bác tí rồi nhờ. Cô tí đó rồi nhờ. Đông lắm. Đấy, cao trong biết bác nào cũng quay. Nóng bức này. Vâng, đây đứng đối diện quay. À, bác Trần Hòa, em đang bị đỗ xe ngược chiều trên đường Phương Liệt ở phố chỗ gần Trường Chinh ấy. Vâng, bác kia bác cái hình ảnh sử dụng cá nhân đấy ạ. Bác kia bác chưa xin phép gì cả, bác cứ quay đâu cầm điện thoại bác quay thôi. Tôi đang mời cán bộ của tôi làm nhiệm vụ. Các thực hiện như thế nào? Có đúng quy định của pháp luật không? Nóng bức quá. Phải chơi vậy ạ. À, Nguyễn Việt Hoàng, bác Nguyễn Việt Hoàng, phường Công an phường 122065. Rồi. Vâng, cháu không quay lên đây, có gì đâu. Anh quay cái gì? Thế chú quay cái gì? Thế chú quay cái gì? Ai cho phép công an được quay? Chưa hỏi bác ạ, chưa hỏi mà được quay, chưa xin phép. Mới được 2 xe à, còn 1 xe nữa nhỉ. Còn xe kia để kia chạy mất rồi. Bỏ lột tội phạm rồi. Đau bụng quá. À, có xe này à? Ừ, xe này lốc đây, thu chắc thu hết. Vâng, ở đây không có biển, đầu kia không có biển, trên kia cũng không có biển, chẳng có biển cấm, biển dừng gì cả. Anh ạ, mà anh cứ vào cái giao thông văn minh anh ạ, về luật giao thông anh biết hết. À, bác Hải Dương. Tham gia tí không anh? Đấy không có. Đây không có biển cấm anh. Bác Thành ạ, bác Thành ơi, anh đọc kỹ biên bản chưa? Đúng không? Đọc kỹ biên bản đi, còn giữ cái giấy tờ gì. Anh đang xong hay xong rồi đấy. Còn một xe nữa nhỉ? Còn một xe nữa. Một xe nữa nữa. Đấy, giải quyết luôn, không thì bỏ lọt tội phạm mất. Tí nó có đúng
3VE83234. Có phải không các bác nhỉ? 350 là lập biên bản tại chỗ viết biên này à? Nộp kho bạc nhà nước. 350 nộp kho bạc nhà nước. Mà các bác không viết biên lai cho. Đây, em quay trước vi phạm đây, đây. Hai chiếc. Một chiếc kia bạn chạy mất rồi. Vâng, chẳng biết là cụ Trần Trường hay là cụ Thành đâu, xem. Ôi đau bụng thế. Bác ơi, bác. Bác ơi, xe là bác à? Ô, vậy thì bảo là bác ấy lập biên bản. Đấy ấy đây. Viết 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 biên bản. Bác viết biên bản đây. Tịch thu cái gì thì thu đi vào. Em có biết đâu, hôm nay lần đầu tiên em mới cầm ngày em live stream cho các bác xem. Dạ, em bị bắt Phan Nam ạ. Em bị bắt để đổ đường Phương Liệt. Không, em có biết luật gì đâu. Em cứ ghi quay vậy cho bác xem vậy. Ui, đau bụng quá. Trần Hòa xong rồi, lập biên bản xong rồi bạn. Đỗ xe đây. Quay vào, anh quay ngược vào, đất nuôi vào. Nuôi vào. Wow.
phường Phương Liệt, Vương Hắc Điệp ạ, Hiệp ạ, phường Phương Liệt. Nóng quá, em không chịu được rồi, bụng quá. Đó, gần xong rồi cô ạ. Chưa kịp gì nữa, nhanh lắm. Bây giờ thời buổi này loạn lắm rồi. Nam thì ít ăn nhiều ấy rồi. Nam thì ít ăn nhiều ấy. Toàn, bây giờ toàn mẹ cán bộ toàn biết là ông bụng phệ đúng không? To như tịnh ấy. Mình phệ đây. Đấy, lo chưa? Khổ dân ơi. Đâu buổi trưa này bây giờ thì chẳng có biết à, các bác có chuyên đề kế hoạch gì không buổi trưa đi làm. Nhưng mà tôi không có biển. Chắc tại ăn bẩn à. Đoàn. Vâng. Cô mới bảo rồi. Vâng. Cô nghe lấy cô. 40 đậu. 40 đậu này. Mất cả miếng ăn. Ta bảo đánh trong kia đi rồi ăn. Cô bảo cô nghe. Cô lâu lắm rồi ạ. Ăn à? Mấy ông phường phá hoại quả xe nhà nước đi xước hết cả xe rồi. Bây giờ khổ khổ đi vậy thôi, về ngồi vắt chân lên mẹ điều hòa mắt rưỡi. Trong xe em còn mát nữa. Phương Mai à, Phương Liệt đấy bác, Hải Cao. Nguyễn Nam, ơn Nam ơi, mai về đây Hà Nội đây chơi, dẫn đi chơi. Chưa đến 1 giờ lập biên bản, nắng nóng quá đầu óc không minh mẫn. Ôi, bác Vương Hắc Hiệp, bác nói vậy hơi bị tởm đấy. Cái gì? Em hỏi các bác là các bác bảo là không biết.
Ở đây không có biển cấm dừng cấm đỗ bác ạ. Ở chỗ này không có đoạn này không có biển cấm dừng cấm đỗ gì cả. Đây là chỉ đỗ xe ngược chiều với chiều đường thôi. Dạ em chẳng biết nói gì. Ấy còn ma chưa này. Đấy. Vâng. Thì là em đỗ xe bên này thôi, quay đầu bên này đường thôi. Xong rồi, đọc kỹ chưa? Ba xe còn xe kia đã bị chạy mất rồi, không còn. Không, lúc này em đánh ngược lại rồi ạ. Em đánh xe ngược lại rồi ạ. Anh Hương Nguyễn ạ, em đánh xe ngược rồi. Em đau bụng quá. Đây, các bác xem các bác khênh. Khỏe phết. Đấy, bác nóng quá bác chui trong kia rồi. Không, ở đây không có tiếp thị sữa ạ. Ui đau bụng. Thôi chào các bác nhé. Dạ. Không, ok, 350 đơn giản. Đó, 350. Rẻ. Rẻ, làm 3 cuốc như độ bài, cuốc độ bài đủ. Đấy, các bác kia lòng khó chịu được. Thôi nha, em chấm dứt video đây, em chào các bác nha.